Alo. Alo, con đang gọi á. Rồi thầy nghe rồi. Rồi. Rồi, thì hôm nay là thầy cũng đã xem cho anh. Rồi. Vậy bây giờ có ấy đọc là ngày tháng năm sinh không thầy? Không cần thiết bởi vì là thầy nhớ cái mã số của anh rồi. Thầy sẽ vào trong Rồi, hệ rồi. thống và lấy cái mã số đấy ra thôi, trong đó có ngày tháng năm sinh. Rồi rồi. Thì ở đây là anh là sinh là vào ngày 15 tháng 12 năm 1966 âm lịch đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ đổi sang ngày dương lịch. Cái này nó ấy lên trên mạng chứ thầy ha. Thầy sẽ gửi lại cho anh. À, gửi là trên mạng trên trên mạng có gì nhiều khi nhớ không hết á, mở mạng coi lại. Rồi, thầy sẽ Đúng làm thành ha. video và gửi lại cho anh qua kênh YouTube nhá. Thì khi nào mà anh Dạ. quên thì anh cứ lấy ra anh nghe lại nhiều lần cũng được. Nhiều khi cũng hay coi thầy nói mấy người kia chứ tối tối ngủ chưa được á, coi hoài rồi thầy. Coi hoài. Coi cho đỡ buồn à. Coi nhiều như vậy thì đã học được thêm nhiều kiến thức chưa? Học được nhiều chứ thầy. Rồi đây, thầy đã chuyển xong ngày dương lịch đây. Thì anh là sinh ngày 25 tháng 1 năm 1967 dương lịch nhá. 20 mấy, 25 hả? Đúng rồi, 25 tháng 1 năm 1967 dương lịch. Tức là Rồi vào ngày một, 15 tháng 12 năm 1966 âm lịch đấy. Được chưa? dạ, rồi, Và anh sinh vào hơn 5 giờ sáng. rồi hơn 5 giờ sáng là đúng rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ thầy sẽ lập cho anh cái lá số vào cái vào ngày giờ này. Rồi thì thầy xem thì có gì thì thầy chuyển nó lên cho Zalo luôn ha. Yên tâm, Video luôn chứ ha. thầy sẽ làm thành clip gửi cho anh, tầm khoảng 1 đến 2 ngày sẽ có clip giống như các clip ở trên YouTube ấy. Anh Rồi hiểu được rồi, chưa? mấy ngày không thành vấn đề rồi. Bởi vì là thầy còn thêm cả phần hình ảnh lá số này, bởi vì là cái lá số của thầy có ăn một số sao nó không có giống ở trên mạng, cho nên là thầy phải phải làm clip xong lại cho cái hình ảnh lá số đó vào nữa, Rồi. nên là sẽ hơi mất tầm 1 đến 2 Còn ngày. cái này nữa thầy ơi, Ừ. con gửi tiền cho thầy cúng gì sao cúng cúng sao đầu năm á, cái này À. là một người vào bao nhiêu tiền, con mấy bữa ngân hàng nó còn mở, con gửi cho thầy luôn. Rồi thì thầy sẽ nhắn tin với anh sau. Còn hôm nay là xem tử vi đã nhá. Được Rồi chưa? à, để báo thầy biết như vậy à. Rồi, được rồi. Rồi Yên tâm nhá. Được dạ chưa? rồi được rồi. Đầu tiên là với cái lá số của anh này. Là để mà bắt đầu với cái lá số này thì thầy bắt đầu xem từ những cái thông tin cơ bản nhất. Đầu tiên là anh sinh tại giờ Đinh Mão. Và với cái giờ này này thì anh bị phạm giờ Kim xà thiết tỏa nhá. Từ Rồi. hồi nhỏ có thể là anh sẽ hơi quấy đêm này, khó nuôi. Và khi mà anh phạm giờ này này thì ngay từ bé anh cũng đã hay bị ốm rồi nhá. Dạ. Nếu mà bố mẹ anh mà biết được anh sinh phạm giờ mà có làm lễ giải hoặc ít nhất là bán khoán cho chùa thì anh sẽ đỡ đi. Còn nếu không thì anh sẽ hay quấy đêm nhá. Dạ. Có một cái điều nghịch lý ở cái lá số này so với các lá số khác này. Bởi vì cái lá số đặc biệt là cứ càng có tuổi thì anh lại càng vất vả. Được chưa? Dạ thầy. Ừ. Khổ lắm. Ừ. Có đúng không? Tiền trong lá số Đúng này lắm. thì tiền anh hoàn toàn có thể kiếm được. Nhưng mà về tổng quan ấy, thầy sẽ không nói về năm thì sẽ có năm được năm mất, nhưng về tổng quan là tiền anh tích được, anh có thể kiếm được, nhưng mà anh rất mệt mỏi về cả thể xác lẫn cả về tinh thần nữa nhá. Đúng rồi thầy. Mệnh của anh là thiên hà thủy này, cục là mộc tam cục, anh là người mệnh sinh cục. Và đối với anh ấy thì anh là một con người đáng tin cậy và luôn muốn công bằng và ăn chia sòng phẳng nhá. Anh là con người thích sòng phẳng, không bao giờ chịu nhân nhượng với mọi kẻ thù mà đã chơi xấu mình. Nếu mà trong cái số này về tính cách của anh ấy, thì nếu mà con người nào mà biết điều thì anh có thể sống rất thoải mái với họ nhé. Anh có thể bỏ qua cho họ những cái lỗi lầm nhỏ. Nhưng mà nếu mà đã chơi xấu với anh mà anh đã cảm thấy không vừa mắt ấy, thì anh là con người cũng là cứng rắn đấy. Được chưa? Đúng rồi thầy. Anh là Tại vì mình rất cứng thật rắn. thà quá mà thầy.
Và một điều như này, và với cái cung mệnh của anh Liêm Trinh như này, Liêm Trinh Thiên Phủ này, thì khi mà anh mà làm ra cái vẻ mặt mà nghiêm túc ấy, thì hoàn toàn có thể khiến được người khác phải nể nể sợ đấy nha. Nói là hiền thì anh cũng không phải là hiền đâu, chỉ là anh không chấp nhận mấy chuyện nhỏ nhặt thôi nhá. Một khi mà anh đã nổi nóng lên thì anh trở thành một con người khác hẳn so với hàng ngày nhá. Người ta gọi là lăn xả chiến đấu đến cùng đấy, được chưa? Đặc biệt là trong tình yêu thì anh cũng là cái con người không được lãng mạn cho lắm đâu. Yêu tình yêu của anh thì được thể hiện bằng hành động nhiều hơn là bằng lời nói nhá. Với con người anh thì để mà nói những cái lời hoa mỹ yêu đương rồi là ngọt ngào thì thực ra là hơi khó đối với anh. Anh không nói được những lời như thế nha. Anh không nói được là đúng quá thầy à, không có cái chiều Chỉ xuống người cái nói nào được đúng bằng thì hành động thôi thôi, đúng rồi. à, đúng rồi thì vì sống tất cả mà nó vậy. Nói chung là đối với cái mẫu người mà mệnh sinh cục như anh ấy, mà đi theo bộ Liêm Trinh Thiên Phủ ấy, thì anh là con người không hại ai trước bao giờ. Nhưng mà đừng nhìn thấy anh hiền mà đụng vào đến anh, bởi vì anh là con người sẵn sàng mà có thể làm ra ngô ra khoai và có thể chơi đến cùng được. Miễn là nếu mà anh muốn. Được chưa? Cũng được hết được mấy cái. Và một điều nữa, khi thầy vừa liếc qua cái lá số này của anh thì lá số này là số có làm chủ. Hiện tại anh là làm gì? Làm cũng làm chủ mà thầy, làm chủ từ thôi làm chủ từ lúc 13 tuổi là con bắt đầu đi nhà khổ quá, đồng tiền quá và bắt đầu bị giết heo giết bò ấy. Các thầy đúng ra là không không giết được đâu thầy, con sinh trong chùa đẻ ra là nhà nghèo quá là buộc phải đi làm thôi, biết là mình làm như vậy là không đúng, thay vì sinh sinh trong chùa đẻ ra mà À, đi sinh chùa nghĩa là anh được sinh ra từ trong chùa hả? sinh trong chùa thay vì nhà là có 6 chị em con gái rồi mới tới con là bảy thứ bảy Rồi, thầy hiểu đâm ra rồi. là xin đi khấn chùa mẹ đi vô trong chùa con nó mới đẻ À, rồi 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 rồi. đó. Thế thì là số hơi đặc biệt. Thôi được rồi. Về nói về cung mệnh này, cung mệnh của anh ở đây là An Tại Tuất. Và đây là vị trí rất là tốt của cả hai sao Liêm Trinh và Thiên Phủ nhá. Thì nói về tướng mạo thì thân hình của anh thì cao, xương to và lộ nhá, mặt sẽ hơi dài. Vẻ mặt thì không được ưa nhận cho lắm đâu, mắt sẽ lộ. Đáng ra cái sao mà Liêm Phủ mà đi với nhau như thế này thì anh phải là cái con người da trắng và béo tốt. Nhưng mà tam phương của anh lại có linh hỏa này, lại hội đại tiểu hao nữa, chiếu về. Mà mệnh anh làm trong đất lao võng, thế nên là da anh sẽ hơi sạm và người sẽ gầy. Nói chung là con người anh ăn hoài nó cũng không béo được nhá. Không đánh được anh dưới thật. Về diện mạo này, Liêm Phủ thì không như Thái Dương hay là Thái Âm. Đối với anh thì anh không đẹp theo kiểu nho nhã thanh tú nhá, mà mặt của anh nhìn nó sẽ phần nhiều là nó sẽ toát ra cái vẻ nam tính nhiều hơn. Gọi là xấu trai thì không phải, mà cái số này nó không đẹp trai theo cái kiểu như các cô gái bây giờ người thích lắm nhá, mà Đúng rồi. nó sẽ một phần nhiều nó sẽ thể hiện ra cái tính nam tính, được chưa? Có hỏa linh bạch hổ thì anh là khi mà anh mà tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị chỉ có thể khiến cho người khác người ta có thể nể sợ được. Được cái là anh có cái tướng mũi và tai khá là đẹp đấy nhá, có long trì phượng các chiếu thẳng về đây thì tướng mũi và tai khá là đẹp. Về tính cách thì như trên thầy cũng đã nói qua rồi đấy, thì Liêm Trinh ở đây là miếu địa, vậy anh là cái con người ngay thẳng và chính trực, được chưa? Tính cách trong Đúng ngay trong con người anh thì anh đã là con người chính trực rồi, không thích lừa đảo mà cũng không không thích phải lụy ai bao giờ cả, tính can đảm. rồi. Đúng rồi thầy. Rồi thầy biết. Có tiền người ta dân ngoài đường không nhận nữa mà. Kêu người ta nhận nữa mà thầy. Đó mà đó một phần đó là cái tính mà khi mà sao mà thầy nói hơi đặc biệt một chút, vì mệnh Liêm Phủ mà được xin từ chùa về ấy, thì anh là cái con người ngay từ trong tâm của anh đã có cái tính là cái sân si của anh nó đã ít đi rồi nhá, cái tính sân si của người đời của anh nó đã ít đi rồi. Còn cái việc mà nó vẫn còn lại một phần đó chính là do anh phải bươn chải để mà lo cho cuộc sống trần tục này, bởi vì anh không vào chùa. Cái lá số này nếu mà anh Không đã được vào xin ra chùa ở đúng trong không? chùa mà anh xin mà anh vẫn ở luôn chùa ấy, thì cái lá số này anh tu tập rất Được. là tốt, được chưa? Được. Bởi vì là anh phải ra ngoài bươn chải mưu sinh cuộc sống, thế nên là
cái tham sân si nó vẫn còn, nhưng mà tuy nó không, không nhiều lắm nhá, nhưng mà anh đã bỏ được nhiều tính rồi, tính tham này, rồi là tính tính dục, rồi cũng như một số tính khác nó được tiết chế rất là nhiều rồi. Nhiều ấy, giảm nhiều ấy. Anh nói to lên một chút nhá. Dạ. Rồi, ở đây này, anh có hóa kỵ và quan phủ ở đây thì anh là cái con người ương ngạnh nhá, nếu mà không muốn nói là hơi bướng một chút, được chưa? Được đó, đúng rồi. Nếu mà khi mà anh đã quyết đấy thì rất khó có thể cản được anh, trừ khi mà người đó phải có một cái gì đó thuyết phục anh một cách cực kỳ gọi là hoàn hảo thì mới ra anh sẽ nghe theo, còn không thì quyết thì rất khó cản. À, đúng rồi thầy, không ai cản được nữa. Thầy Mà... thì gan lắm, anh cứ nói đi. nói con gan lắm, không làm thì tôi làm cỡ nào cũng làm được hết đó thầy. Ừ, thầy biết mà. À. Nói chung là anh bên ngoài thì hiền lành thôi chứ đừng, nói chung con người anh như thầy đã nói đấy, dám làm, dám làm. Dám làm đúng, dám nói dám làm nữa. Mệnh có tấu thư mà có hoa cái thì đáng giá anh phải là con người ăn nói khéo léo và quyền biến, nhưng mà ở đây thì mệnh anh có hóa kỵ mà hội linh hỏa ấy, thì làm hỏng mất cái cách cục. Thế nên là anh ăn nói thì sẽ hơi vụng về một chút đấy nha. Nhất là cái tính nóng của anh ấy, khi được cái bộ sao linh hỏa này nó chiếu về nữa, trợ giúp như thế này thì mỗi lần anh phát hỏa ấy, sẽ nhanh và mạnh. Ở trong xã hội ấy, người ta gọi anh là, nếu mà người ta có nói là có hai cái từ liều mạng ấy. Đấy, và nếu như anh mà điên lên thì hai cái từ này cũng một cái phần nào nó chỉ về con người anh, được chưa? Đúng rồi Chủ thầy. chủ về là chuyện gì anh cũng có thể làm, chuyện gì cũng có thể dám làm, nhưng mà rồi sau khi mà anh mà qua cơn giận đi thì nhiều lúc anh lại hối hận, nhiều lúc anh lại hối hận là tại sao mình lại lúc đấy lại làm như thế nhá. Đúng rồi thầy. Vì chúng ta nặng người nữa. Mệnh này có thái tuế gặp đầu quân hóa kỵ ở đây thì nhiều lần chỉ vì cái lời nói trong lúc nóng giận mà thiếu suy nghĩ khiến cho cái sự việc nó trở nên rắc rối hơn và khó giải quyết hơn đấy nha. Điều này thì tuy anh là cái con người có tuổi rồi nhưng mà anh cũng cần phải sửa đi nữa, bởi vì là càng có tuổi thì mình càng phải đầm tính lại nhá, mình phải đầm tính lại hơn nữa, tức là mình tiết chế được cái cảm xúc của mình đấy. Có đại tiểu hao chiếu về đây thì anh là con người thoáng tính nhá, chi tiêu thì anh không chi ly nhiều lắm, nhất là đại tiểu hao gặp địa kiếp còn chủ về nhiều lúc anh còn vung tay quá chán nữa cơ, được chưa? Tuy vậy là cũng may có cái phần nữa là có sao đầu quân ở đây nó chiếu về, thế anh cũng kìm bát, anh kìm được một cái phần nào đó rồi đấy. Dừng được nhiều quá thầy. Rồi, thầy biết mà, thầy nghe cái giọng này, nhìn nhìn cái lá số thì biết anh là con người sống thoáng, thoáng tính. Nghĩa là khi mà anh đã Đúng xác định cái điều này mà nó là điều tốt và nên làm thì tiền anh không tiếc. rồi. Nhá. Tiền đúng rồi thầy. Mệnh của anh nằm trên đất Lao Võng, xung chiếu lại có Đà La Bạch Hổ chiếu về thì chân tay của anh thường bị tật nhá, liên quan đến xương khớp. Và đối với cái lá số này, việc bị tật ý, khi mà hội tụ đủ địa kiếp Bạch Hổ lên là tật, sẽ để lại di chứng khá là nặng đấy nhá. Bị tật mà thầy, bị tật lúc đầu năm 31 tuổi, 30 tuổi, Bị làm sao? bị trước đó con đi làm mía, đi kinh doanh làm mía, con làm tới 100 hectare mía đi mà, năm đó người ta đốt 1 năm đốt 2 năm đó, lúc đó đang làm đó, ngang qua gió nó thổi cái áo lồi con vô trong lại nó cán mất ngón tay á. Thế là bị mất một ngón tay à? Đúng một ngón tay rồi đó. Thế Hay à? chín ngón nè. Thế à? Rồi. Lúc đó là coi như tiền bắt tật đang bỏ của trời lấy người thôi. Đó. Thôi. Hôm đó năm 95, 96 gì đó. Mạng người là quan trọng hơn nhá, tiền làm À, được mọi nhưng người mạng nó người còn... quan trọng hơn. Nếu mà không có, nếu mà anh còn liều lĩnh thì làm gì có chuyện ngày hôm nay anh được nói chuyện với thầy. Đúng rồi. Chắc cũng đừng nói nữa. Đúng rồi, nói chung là dù gì đi chăng nữa tiền cũng quan trọng nhưng mạng người là quan trọng nhất. Đúng là thầy, tiền chỉ là phù du thôi mà, hôm nay ở miền Nam ở người ta đấy thì ấy, sống có cái tâm này là tốt rồi Rồi. đó, ngày làm được mai làm công việc đâu có biết được, không biết được ai Rồi thầy biết. thầy Từ lúc anh nói anh được sinh ra ở trong chùa thì thầy xem cái lá số này thầy cũng đã thấy nó có cái phần thiện cảm đối với anh rồi, bởi vì những con người được xin từ chùa về thì cái bản tâm tính thiện trong người ta đã có sẵn từ nhỏ rồi. Còn những cái mà tham sân si một chút ít
về lòng tham này, một chút ít về các cái tính mà nóng tính hoặc là giận dỗi gì đó, nó được sinh ra trong cái lúc mà anh bươn trải trong cuộc sống thôi, nó chỉ là cái phần đệm thêm vào do mà anh phải đi mưu sinh thôi, chứ bản chất sâu thẳm trong con người anh thì anh là người thiện. Mặc dù cái lá số này nó có nói về như thế nào đi chăng nữa, nó có các cái bộ sao như thế nào đi chăng nữa, thì riêng cái việc con sinh là từ chùa ấy, thì bộ sao này gần như nó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm tới anh đâu nhá. Nó chỉ nói lên cuộc đời của anh giàu nghèo thôi, còn về tính cách, về con người anh thì nó là người thiện nhá. Ở chùa người ta không được cho một cái con người nào mà có cái tính độc ác hoặc là quá là tham lam để mà thành lộc của một người phụ nữ sinh con cả nhá. Đã sinh phải là người có thiện tính. Đúng rồi, thầy. Cung quan phù, quan phủ ở mệnh của anh có quan phủ nhá, một vạn phủ và một xung chiếu. Vậy nên là trong đời anh lúc lúc giàu cũng có mà lúc nghèo hèn thì cũng nhiều nhá. Nhất là trên đất La Võng ở đây này, người ta nói ở đây nếu mà mệnh trên đất La Võng là lên voi xuống chó đấy, được chưa? Vậy là cuộc đời của anh rất nhiều thăng trầm. Thăng trầm nhiều lắm nhỉ thầy. Mấy giai đoạn nữa. Rồi không sao, cuộc đời có lúc giàu lúc nghèo. Trong lá số này của anh thì cái việc thăng trầm nó có sự chênh lệch rất là lớn, tức là lúc giàu thì có thể trong tay hàng mấy tỷ, chục tỷ, nhưng mà lúc nghèo nhiều lúc cũng không có đồng nào. Không có thầy á. Nhiều lúc nghèo tới không có một đồng nào, nhưng mà không có được một đồng nào rồi cũng đi lo được. Thay vì thầy còn nói có nghe chứ, còn đi làm nó thất bại tới, người với người thấy mặt con biết người ta nhiều quá, à. Thấy mặt con đi ngoài đường nó quay lưng, nó quay mặt hết. Thế à? À, con trải. Ừ. Con trải trực tiếp rồi. Thôi không sao, số mình mà, thầy đã biết nói. Và thầy đã nói ngay từ đầu rồi, cái số của mình ý, anh sẽ lại giàu có thôi, nhưng cái vấn đề là anh sẽ không được nhàn hạ về cả về cơ thể mà cũng như cả về ấy nữa, về tư tưởng nữa. Nói chung người này số mình phải chịu rồi, có thể là anh phải chịu nốt để mà hoàn thành cái nghiệp quả của mình nha. Đúng rồi, cái số này đến nó sáng trời. Một điều này thầy cũng hôm nay thầy mới nói ra là thường thường những cái người mà được xin ra từ chùa về, họ là một con người được tu tập tốt, và cái linh hồn hoặc cái vong hồn đó đã tu tập ở chùa một thời gian là tốt, sau đó người ta cho đầu thai. Nhưng mà do đầu thai vì cái kiếp trước ấy, mình làm điều nó không phải và mình chưa trả hết nợ, thì kiếp này mình phải trả nốt bằng cái thân xác này. Mình phải trả nốt bằng cái thân xác này, sau khi trả xong mà không được phép gây nghiệp thêm một cái kiếp này nữa, thì bắt đầu anh sẽ trở thành một con người sạch sẽ để mà đầu thai thêm một kiếp khác nó sạch sẽ hoàn toàn và tốt hơn rất là nhiều. Hoặc là nếu mà anh tu tập tốt thì anh có thể được chuyển cõi, nhưng mà cái này thường thường rất khó, chỉ có cái bậc đi chân tu, đi tu thì mới dám được chuyển cõi thôi nhá. Dạ. Ngoài ra này, mệnh của anh có cô thần quả tú mà đi về âm sát ở đây, là còn chỉ về anh là con người cô đơn nữa. Đường tình cảm gia đạo của anh sẽ gặp vấn đề, lấy vợ hoặc là kết hôn muộn nhá. Tình duyên sẽ gặp nhiều trục trặc lắm đấy. Trục trặc lắm. Trời ơi, mới đầu cũng tốt, không phải nói lại thì tốt thôi thầy. Anh nói to lên một chút nha. Dạ. Mệnh có cô thần quả tú, người ta thường nói là còn có duyên âm theo. Anh đã kiểm tra duyên âm bao giờ chưa? Duyên âm hả? Thì nói có kiểm tra, nó đưa có đi âm thầy. Bây giờ như này anh kiểm tra đi. Thầy kiểm tra thì hoàn toàn miễn phí thôi. Dạ. Nhá, thì cái này lúc đó thì bên này có nói ấy, nó có đưa rồi, không biết nó đưa chưa đưa nữa. Thế anh giải duyên âm ở đâu mà người ta làm như thế nào? Thay vì không có giải, thay vì ở bên này nó nói là có cái cô nào nó theo á, có cái cô nào nó theo là kêu là đưa nó nói cũng là đưa nó đi rồi. Như vậy thôi, nó nói vậy thôi, không biết đi không đi, có gì thầy coi, nếu mà chưa đi á thì thầy cũng giùm con. Thôi được rồi, cái này thầy sẽ kiểm tra lại. Bây giờ dạ. Anh ấy, thầy sẽ kiểm tra lại bằng cách gọi lên chính người nhà của anh cho. Nhá. Dạ. Thầy sẽ kiểm tra không như các thầy khác, thầy sẽ kiểm tra bằng cách là gọi lên chứng minh cho anh biết là nó còn hay không, bằng cách nhập hẳn vào người dạ. Nhà anh. Dạ. Nhá. Rồi, đi vào. Cung quan lộc của anh thì có Vũ Phúc, Thiên Tướng, An Tại Dần,
và Vũ Cúc là một sao chủ về doanh thương nhá. Khi đóng tại đây thì chủ về phú quý. Tuy vậy, điều cần đáng phân tích ở cái lá số này đó chính là sao Thiên Tướng. Mọi chuyện trong cái lá số của anh ấy nó sẽ rất là tốt và nó rất là dễ thở khi mà không quan lộc. Nếu mà nó chỉ có đúng một sao Vũ Cúc đơn thủ thôi thì anh số này của anh sẽ rất là sướng. Nhưng mà khi xuất hiện thêm Thiên Tướng ở đây này thì nó nảy sinh ra một cái vấn đề là sẽ hơi khó khăn trong công việc. Tức là cái con đường anh đi nó rất là gập ghềnh. Mặc dù là kiếm được tiền nhưng mà không bao giờ được thảnh thơi. Chính cái này là thầy đã nói từ đầu đấy. Thiên Tướng ấy là một sao nó khẳng khái và nó là tính cương trực. Nếu mà đi với cung mệnh của anh mà có liên trinh ấy, thì cái tính khí này nó lại càng được tôn lên. Và nhìn qua thì Thiên Tướng và Vũ Cúc và quan lộc thì có vẻ là tốt. Nhưng mà vào khi mà vào thực tế ấy, thì khi mà anh đã bao giờ đi làm thuê bao giờ chưa? Từ nhỏ đi làm thuê có 1-2 năm mà. Sau đó là làm chủ luôn à? Làm chủ luôn tới giờ luôn đó thầy. Rồi. Bởi vì sao? Từ 12, 13 tuổi đi làm thuê cho bà chị như vậy thôi. Đi làm thuê làm bà chị làm bánh mì á. Rồi. Là lúc đó tới giờ là đi làm chủ luôn á. 14, 15, 15 tuổi bắt đầu đi làm chủ tới giờ luôn đó thầy. Rồi thầy biết rồi. Từ chủ nhỏ tới chủ lớn luôn á. Ừ. Bởi vì cái lá số này của anh thì cái thứ nhất là anh là số làm chủ, cái thứ hai nữa với cung quan lộc của anh cũng không thể làm thuê được, không làm công ăn lương được. Không làm được. Nếu mà làm công ăn lương là con đi đứng ngoài nữa. Là số này anh mà làm công ăn lương thì anh không chịu nổi cái sự bắt ép, tức là thì ngay cả trong cái tâm của anh đã không thấy thích rồi, anh cảm thấy rất khó chịu. Đúng rồi thầy. Cái con người này của anh nó phải được tự do cơ. Cũng tự do của anh này. Và nếu mà là số này làm công ăn lương thì anh còn dễ bị cô lập lắm nha. Bị cô lập trong công việc. Nghĩa là dễ bị đồng nghiệp ghét ấy. Thế nên là số này không thể là công ăn lương được. Anh đi làm chủ là đúng đấy. Làm chủ của anh rồi. Ừ, rồi. Cung quan của anh tuy đẹp. Thôi, không thầy sẽ không phân tích nhiều về cung quan nữa. Bởi vì số anh đã làm chủ rồi. Thì cung quan lộc của anh thì trong đấy đa phần nó sẽ nói nhiều về việc anh làm công ăn lương hơn, và cái điều đó nó đã không xảy ra với anh nên thầy sẽ không phân tích mạnh nữa chưa. Nhưng mà tuy nhiên thầy vẫn nói một thêm điều này cũng quan này về cái lá số của anh. Nếu mà anh là trong ngành binh nghiệp ý, thì lá số này rất là tốt nha, vì anh có cái bản chất dám đương đầu và không sợ nguy hiểm. Và với ở bên binh nghiệp ý, thì cái lá số này rất dễ dàng để lập chiến công, được chưa? Và nhưng mà nhược điểm khi mà anh làm bên binh nghiệp là khi mà không kiếp tang môn nó chiếu về đây ấy, thì làm binh nghiệp rất có tiếng tăm nhưng mà sẽ nguy hiểm về sức khỏe và cả về tính mạng nữa. Đó, thầy chỉ nói thêm vậy thôi. Vậy hả? Thầy đi làm nông nghiệp là nó nguy hiểm hơn hay sao thầy? Binh nghiệp nghĩa là làm công an bộ đội ấy, không phải nông nghiệp nhá. Rồi không có, cái này không có thầy. Rồi, được rồi. Con người hoa mà. Với chung ấy, là cái số này của anh là có Vũ Cúc. Tư quan thì anh lại được hợp thêm cả đại tiểu hao là chủ, thì anh mua tận gốc, anh bán tận ngọn đấy nhá. Và không qua trung gian. Đây là cách kiếm tiền của anh đúng không? Đúng rồi. Đấy, như thầy đã nói đấy. Cái lá số này của cung quan của anh có đại tiểu hao, có Vũ Cúc, mà Vũ Cúc là sao của danh thương, thế nên là anh sẽ làm chủ và anh buôn bán như thầy đã nói là mua tận gốc và bán tận ngọn. Tuy nhiên thì số của anh thì lại không phải số hưởng, mệnh nằm trong tam hợp tế hổ phù, vậy nên anh là con người thật thà. Nên là anh không buôn bán điêu toa hay là dùng mánh lới để kinh doanh được. Vậy nên là trong kinh doanh anh dễ bị các cái đối thủ khác cạnh tranh chơi xấu. Được chưa? Đúng rồi. Với lá số này làm về kinh doanh này. Tuy nhiên thì thầy cũng nói thêm cho anh một số ngành nghề anh có thể kinh doanh được nữa nhá. Đóng cửa vào thôi. Một số ngành nghề biết đâu là trong... về hậu vận của anh có thể anh có cơ duyên mà có thể gặp được những người mà có thể là hùng vốn cùng làm ăn được với anh, thì anh có thể chú ý được một số ngành nghề sau này. Anh có thể kinh doanh được để mở các cửa hiệu bán vàng bạc quy mô nhỏ nhá, mở hiệu cầm đồ. Tuy nhiên cái này thầy không khuyên anh làm, bởi vì về cái tính cách của anh và cái con người của anh thì anh không nên làm cầm đồ. Mặc dù cái cầm đồ này là cái tốt nhất và phù hợp nhất với cái lá số này, kiếm được nhiều tiền nhất, tuy nhiên cũng không nên làm. Yeah. Nha. Cái này là không phải mùa về nước ngoài trong làm được cả. Rồi. Yeah.
À, một điều nữa này, ngoài ra cuối cùng và cũng là cái phù hợp với tuổi tác của anh nhất là anh buôn bán về kinh doanh các dược liệu để mà chế biến thuốc nam ấy nhở, được chưa? Chuyển về thuốc ngon hả? Đúng rồi, các cái vật liệu như là cây lá thuốc hoặc là những cái vật liệu để làm thuốc ấy. Nên nhớ là Nghề này là trời con làm không được chứ. như nào mấy vật liệu đồ làm thua ta. Người đấy là anh làm được đấy, anh có lộc làm cái đó, các dược liệu về bên làm thuốc hoặc chế biến thuốc thuốc nam ấy, không phải thuốc thuốc nam là cái thuốc mà người ta sắc uống ấy, hiểu chưa, hoặc là cái thuốc mà ăn vào mồm chứ không phải là cái thuốc tây để uống đâu, được chưa? Về cái cung tài bạch của anh, như thầy đã nói là anh có số là môn chủ. Tuy nhiên là bản chất của cái cung tài bạch này nó là cái việc thành bại thất thường, thế nên là việc kinh doanh của anh có nhiều sóng gió, nhưng mà tiền bạc của anh thì không đến nỗi nào, anh có của ăn của để. Với các lá số ấy, khi mà nhìn về cung tài như thế này, thầy phải nói ngay ấy, anh là một đại gia. Nhưng với anh ấy thì mọi điều tốt của cái sao tử vi cư ngọ ấy, nó đã bị chiết giảm rất là nhiều rồi. Bởi vì là ở đây là tử vi cư ngọ đi kèm với bình dương nữa, thế nên là cái việc mà thực lực và quyền lực của anh cũng đã bị hạn chế đáng kể rồi đấy nhá. Chứ nếu không với một cái lá số bình thường mà không bị xâm phá như thế này thì thầy chắc chắn đây là lá số của con người mà gọi là đại gia đấy, nghĩa là có tiền. Mà không lắm nhiều thời không đi đi lại lại không cứ làm được có rồi đi làm được có đã đi không có thì thiếu thì ra ngân hàng ăn nữa thầy cứ nó có như vậy biết đó Rồi. à. Xung chiếu của cung quan à, cung tài bạch của anh có tham lang mà khốc hư hội tế phá chiếu về, thì thường thường cái việc kinh doanh của anh cứ cứ được một mùa thì ngay một mùa bội thu ấy, tức là một mùa trúng quả ấy, thì ngay cái vụ sau đó sẽ gặp trục trặc khó khăn đấy nhá. Tài Cũng không hẳn là chay trắng mà nó sẽ khó khăn, tức là cứ một năm được khó mùa sẽ một năm sẽ bị mất mùa, nó gần như khăn là nó sẽ như vậy. Khốc hư mà chiếu cung tài thì thường thường về giàu có thì sẽ giàu có để mà để ăn nhàn, để mà an phận thủ thường sẽ hơi muộn một chút, tầm phải đến 55 60 thì may ra mới ổn định được. Có thiên phúc và thiên y chiếu về tài cũng nói về việc anh có thể kinh doanh các vật liệu, các ngành hàng hỗ trợ sức khỏe cũng như là chữa bệnh. Đấy, như thầy đã nói là cái ngành mà cung cấp dược liệu y thuốc y đấy, nó cũng nói về cái điều thực này. Rồi. kỳ Và một điều nữa là năm nay anh 53 tuổi rồi và bắt đầu anh bước sang cái đại vận dương lương. Và cái đại vận này sẽ tốt hơn gấp 3 lần cái đại vận anh vừa trải qua nhá. đúng rồi Nên là anh đừng có lo nhiều quá, bởi vì đại vận vừa trải qua của anh ấy nó rất là xấu. Đại vận vừa trải qua của anh là vũ khúc thiên tướng gặp tuần gặp không kiếp, nó rất là xấu. Và sau cái đại vận từ năm 53 là chuyển sang đại vận với lại dương lương nhá. Ở đây có tả nó phù tốt hơn chưa tốt hơn rồi, yên tâm mà kinh doanh đi nhá. đó Vừa bước sang thôi, năm nay là cái năm đầu tiên bước sang đại vận mới. à, thì mới đâm ra mới nhập tại vì con làm có 2 ngàn lắm á con hôm nay bắt đầu mới nhập xe đầu tiên nè để mùng 8 mới bắt đầu mới nhập tiếp á nhập như vậy là nhập tới 8 xe tải á 2 cái nhà 28 xe tải 2 xe 10 bánh như vậy á Thế à? Thế thì tốt quá rồi còn gì? Năm nay chủ về năm đầu tiên của đại vận tốt đấy. Nhá, yên tâm mà làm ăn thôi. Đầu năm cũng giải hạn đi là được. thì bảo là nhờ thầy á bảo là nhờ thầy để cũng dài hạn đó. Rồi, được rồi. Thêm một điều nữa này. Là cái lá số của anh bây giờ thầy mới để ý là sẽ bị thương trong lúc lao động sản xuất. Và anh vừa nói với ông đấy, anh cũng nói là anh đã bị thương ở tay rồi. Và cái việc này nó sẽ tiếp diễn tiếp trong cả thời gian sắp tới nữa nha. Vậy đây là lúc lao động nhớ cẩn thận, nhất là khi mà dùng những cái máy công nghiệp ấy, được chưa? Bởi vì số của mình là số bị tai nạn lao động, nên phải cẩn trọng vào, được chưa? Để có cái đường trắng Tài bạch của anh ấy mà có kình dương
là chủ về là trong kinh doanh hoặc là trong những cái mối quan hệ sẽ có nhiều lúc mà vì tiền mà sẽ gây tranh giành và tranh cãi đấy nhá. trong năm nay hay là coi trong năm tới thôi. Từ năm 53 tuổi trở lên, 53, 54, 53, 54 này, 55, 55, 55 của anh là có hạn về tranh chấp nhá, tranh chấp về ăn chia cái gì đó. Anh 55 tuổi rồi. Rồi nhìn sang cung nô của anh có thiên lương phục binh gặp tuần là chủ về bạn bè của anh rất là tốt nhá, bạn bè của anh tốt, nhưng mà cái tốt này nó chỉ xảy ra khi mà mọi chuyện nó vẫn đang yên ổn thôi, được chưa? Tức là anh đang ăn nên làm ra thì bạn bè rất là tốt, tức là cái tốt này nó không phải là giả tạo đâu, nó là tốt thật lòng. Trong cái lá số này chỉ khi mà anh vẫn còn đang ổn thì bạn bè là tốt với anh, nhưng khi mà công việc mà tiền tài thì nó bắt đầu nó bị tổn thất ấy, thì bạn bè nó rất hay bị đùn đẩy trách nhiệm, được chưa? Tôi thật lòng thôi, con sợ lắm rồi, con giúp tôi đi thiên hạ nhiều lắm rồi Rồi, giờ, thầy sợ biết. giờ, nhức đầu lắm, quay lưng trước mặt cơ sở lắm rồi. Thân của anh là thân cư thiên di, và thiên di ở đây là thất sát gặp tuần, thì cái buổi đầu anh sẽ phải đi xa lập nghiệp khá là khó khăn chật vật, có cô quả đóng ở đây thì một mình bươn chải ít được ai giúp đỡ nhá. Tự thân lập thân, là số này là tự thân lập thân. Ngoài ra thiên Tự di thân còn, lập thân là thầy. Anh rồi em chị em cũng đông lắm mà sống ở ngoài hết rồi. rồi ngoài ra ấy, cái cung thiên di còn nói lên là cái cách người khác sẽ nhìn nhận và đánh giá mình nữa. Và trong lá số này thì với cái người lạ lần đầu gặp anh ấy, thì họ sẽ có cái cảm giác là anh sẽ hơi khó gần nhá, có thể là do anh ít nói hoặc là do là anh cũng ít cười nữa, thế nên là họ sẽ cảm thấy hơi khó gần một chút, được chưa? Anh biết biết nói thầy à, thầy vì không nhiều khi tiếp xúc người nhiều quá rồi thấy người lạ lạ thấy mặt nó hơi vui vui là cũng có tin không có thích nói nhiều Rồi à. thế nên là họ, khi người lạ gặp anh họ thấy hơi khó gần và khó làm quen. Khó làm quen lắm đúng là thầy à. Anh uống rượu thì rất là tốt đấy nhá, anh uống rượu rất là tốt, tuy nhiên là anh Con uống, uống rượu thì uống được nhưng mà con không thích uống uống rượu này à. có thích uống rượu không? Không thích luôn không uống luôn hả thầy Thế thì tốt à, nhá. uống thì cũng được mà không thích à, thấy đầu óc nó hay nhảy dịch dịch không có thích Rồi, không uống là tốt. Bởi vì sao? Vì trong cái lá số này của anh là có tuế phá khúc hư. Thế này thì gan của anh, nếu nếu mà anh thích uống rượu thì gan của anh là sẽ bị hỏng sớm. Ở trong đây bệnh về không. gan. Trong người bệnh đầu gan hả? Thầy mới nói con mới đi làm răng về đó, uống canxi nhiều mới lại đi uống thuốc nam để lập vàng Thế à? á. Mấy đứa là chụp chụp xin cho thầy là hôm bữa là nhổ sạch hết răng á về còn cắm chân đi lên mới lắp hàm răng giả tạm lên À, á rồi. làm hết hàm răng ở trên cũng 100 mấy triệu á. Sao răng, răng ở xem nào? À, thay vì lúc đó người ta làm một chỗ này nó giấy giấy hết thuốc rồi đưa xuống Sài Gòn nhổ một lần này À, mấy tháng rồi. trước nhổ một lần này là đưa xuống là nhổ thêm một lần nữa là nhổ hết nguyên hàm luôn này cắm mấy cái chân đi lên á cắm 4 cái chân chân sắt khoan vô trong xương á Thầy biết rồi, thầy biết cái răng đấy rồi. Răng đấy là nó sẽ chắc như răng thật của mình ấy, vì nó khoan vào trong xương mà. chắc như thân thật á Rồi, một thầy biết. cá một người á thôi Làm một bộ răng đó hết bao nhiêu? 100 mấy triệu đó thầy Trăm mấy cơ à? à. Nhưng mà được cái là làm xong bộ răng này thì ăn uống thoải mái hơn. Nó thoải mái hơn là ví dụ đâu nay sau mình về nhà già vẫn ăn được như bình thường Đúng rồi. Nghe nói là đó người ta quảng cáo là cái bộ răng này lúc cải táng vẫn còn cắn chắc vào trong 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 lợi cơ mà. nó cái này là vĩnh viễn mà Đúng không có rồi. hư mà thôi Rồi. Với cái lá số này này, anh có điếu khách và hóa kỵ. Gặp ở cung thiên di này thì anh thường thường sẽ gặp phải những cái lời nói xấu sau lưng đấy nhá. Anh sẽ bị thiên hạ đặt điều đấy. Được chưa? đúng rồi Càng nguy hiểm hơn nữa ở đây khi mà có quan phủ địa võng thì cái việc mà giải thích để mà minh oan ấy nó cũng hơi khó nhá. Tức là mình không có làm việc bậy nhưng mà nói người ta không nghe.
nha, nói người ta ăn hàng đây. người ta không tin. Với lá số này thì việc đi xa hay là làm việc tại quê hương của anh nó đều như nhau cả, và thầy sẽ không có lời khuyên gì cho cái cung thiên di này, cứ nơi nào thuận lợi với anh thì anh sẽ làm ở đó thôi, được chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Và thầy chỉ khuyên anh một điều với cung thiên di này, nếu mà đi xa thì anh phải cẩn thận cho thầy sức khỏe nhé. Nó sẽ không xấu về mặt tiền bạc nhưng mà nó xấu cho anh về mặt sức khỏe một chút. Sức khỏe thì Được. cũng không đi đâu thôi, bà chỉ dụ đi nước ngoài là vậy, bà không có thích đi nhà hết đâu, bởi bà chỉ đây cách đây mấy ngày mới lên máy bay hai vợ chồng đi À, à, sang nước ngoài định nhà cư luôn ấy đâu hả? định cư luôn với nhà đâu 8 chị em, 10 nhà có 11 chị em là 8 chị em đi ở, còn hai bà chị với con nữa là 3 người thôi, còn hai bà chị kia cũng đi chắc cũng một vài năm cũng đi luôn rồi, còn con một người ở lại Việt Nam đây này. Thôi, là chỗ này cũng đừng nên đi xa, mà đi xa sức khỏe yếu lắm. Thôi, sửa lại đây thôi cũng được. Thì còn một người mai sau còn một người ở lại đây này. Rồi. Ở cung điền trạch của anh này, điền trạch của anh có thiên đồng cự môn đóng ở đây. Thì thực sự với cái cung điền trạch này thì thầy cũng nói thẳng luôn là cung điền trạch này không được đẹp lắm nhá. Riêng cung này thì thầy phải chê thôi. Đây là cái đất hãm địa của cả hai sao này. Và đồng cự ấy, nó không phải là hai sao về điền sản. Vậy nên đối với anh ấy, thì nhà cửa của anh thì cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật cả. Được chưa? Và nếu Đúng có cái rồi. lời khen đối với cung điền của anh ấy, thì thầy chỉ khen là anh có đất rộng. Được cái là anh có đất khá là rộng. Được chưa? Đúng rồi. Đất ở đây nói với thầy như là ngoài bán cùng bà chị lấy tiền đi nước ngoài, bán được đó chia ra bán được 6 tỷ mấy, bán được mấy đi nước ngoài, À. còn đất ở đây tôi còn còn thừa lại cái mảnh đất cổ chưa sinh ra có ông bà nội mua lại, bà nội mua Rồi. lại ở đây cũng 5-6 xào Rồi á, thì biết. cũng trung gần trung tâm mà. Rồi. Ở đây thì anh nhà thì không đẹp nhưng đất lại rất là nhiều. Và một điều nữa này này, đất nhà anh thì thường thường có kênh mương hay là sông hồ nhá, chảy qua hoặc là nhà sẽ gần sông hồ, được chưa? Kênh mương Rồi. Có tướng quân quốc ấn chiếu về đây thì đất của anh sẽ có một phần lấn ra chiếm từ phần đất công về. Tuy nhiên thì có xương khúc và khôi Việt ở đây thì lấn chiếm một chút thì cũng không sao cả. Thêm tai tọa nữa thì đất nhà anh sẽ rất là rộng. Có hóa lộc và có hóa quyền chiếu về đây thì anh có thể dùng cái đất này để mở xưởng để sản xuất cũng rất là tốt đấy nha. Tức là mình có thể kinh doanh và mở xưởng sản xuất ngay trên đất của mình. cái này đang ở hai ở trên đây làm hai cái rồi làm hết đâu mà lấy nó tua mẹ À. tầm hai đến ba tỷ đấy à, À. tỷ hai Rồi. Và một điều nữa là trong cái lá số này này, có điều đặc biệt mà ngay cả trong cái tâm tính của anh nữa, như thầy đã nói. Cái nhà ở trong cái lá số này và cũng như đối với cả anh ấy là chỉ là một nơi để ở thôi, thế nên là phần chính thì anh cũng không quan trọng vì việc xây nhà nó có đẹp hay không nữa nhá. Đối với anh thì anh sống đúng khá đơn giản, nhà rộng rãi thoáng mát là được. Không cần thiết phải xây to và đẹp lắm làm gì. đúng Về âm phần này thì cái lá số này về phần âm thì thầy thấy là sẽ dính rất là nặng. Mệnh cô quả, mệnh của anh cô thần quả tú thì không nói làm gì rồi, nhưng mà cung thân của anh có âm sát này, có linh hỏa hội tụ này, cung tật có vong thần có phá toái, khiến cho cái con người anh lúc nào cũng có cảm giác nó mệt mỏi và hơi trì trệ một chút nhá. Ngay cả mọi việc suy nghĩ tính toán của anh và trong cả làm ăn nữa thì nhiều lúc là nó cứ bị ù lì thế nào ấy. Được chưa? Nhiều lúc em đúng Có nhiều việc mà rành rành nó xảy ra trước mắt mà người khác ra nhìn một cái mà đã có thể nhận ra ngay, nhưng mà anh thì lại không nhận ra. Đó là một phần khi mà có vong đi theo nó như vậy đấy. Và điều này cũng khiến là cái đường tình cảm và gia đạo của anh sẽ gặp cản trở. Vậy nên tình là cảm. khi khi nào ấy thì thầy sẽ kiểm tra lại cái vong của anh. Nếu có Thì thì sẽ giải cho họ đi. thầy kiểm tra dùm con dạ đi ha Rồi, về âm phần.
về âm phần thì khu mộ tổ dòng họ nhà anh ấy, thì đặt được trên khu đất khá là cao, cũng vị trí thì cũng khá là tốt rồi đấy. Nhưng mà xung quanh thì mọc hơi nhiều cỏ đấy nhá, thế nên thỉnh thoảng bớt chút thời gian nhổ bớt cỏ đi và chăm sóc gia tiên cho tốt vào, được chưa? Dạ. Thì Được. trên trên đất đang làm là trên có hai phần mộ mà ông bà. Rồi, chăm sóc gia tiên tốt thì may ra mới được phù hộ. Với cung phúc này thì họ hàng tuy không 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 xích mích gì với nhau nhiều, nhưng mà sẽ dẫn đến cái trong cái cung phúc này nó sẽ gọi là ly tán ấy. Người ta gọi là dòng họ ly tán, nghĩa là sẽ tách ra mà đi xa dần, ở xa dần 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 nó sẽ bị mất gốc. Chắc có thể mất đó, nếu mà con ở lại Việt Nam là mất đó, đó. Đâm ra bà chỉ dụ đi nước ngoài luôn rồi. Rồi. Và về cung thê của anh này, cung thê của anh gặp phá quân cô quả thiên hình chiếu thẳng về đây, thì ngay từ cung phu của anh đã à, cung thê của anh đã có số chậm vợ rồi, và thê nằm trong tam hợp sát phá tham, thế nên là người người yêu hay vợ của anh thì thường có tính khí nó cũng có đôi chút liều lĩnh đấy nha, có thể làm những cái việc như đàn ông ấy. Có thiên hình bạch hổ ở đây thì chắc chắn là vợ của anh thì cũng khá là bướng bỉnh, khá là bản lĩnh, cũng chả nể sợ ai bao giờ cả. Bản lĩnh nha, thấy nó có bản lĩnh không thầy, thấy Thầy như thấy cùng nó có bản lĩnh mà không thầy thấy trong đây là số khá bản lĩnh. Về tật ách thì anh chú ý cho thầy một số bệnh như sau này. Các bệnh liên quan đến tim nha. Thỉnh thoảng anh sẽ dạ thấy bị nhói một phát ở vị trí gần tim ấy. Được chưa? dạ Nên rồi đề phòng. bây giờ chưa có tính là qua hết thì qua hết rồi, đợt này 17 giờ đi Sài Gòn rồi là kiểm tra dân lại tái khám lại này là kiểm đợt tới mới đi được Rồi, à. đi kiểm tra đi nhá. Đi Các bệnh giờ về đi kiểm tra à. rồi, các bệnh Thế về bà chỉ xương uống khớp. rượu đi kiểm tra mà chưa có đi rồi. Rồi. Các bệnh về xương khớp, đặc biệt là anh già ấy, bắt đầu xương của anh bắt đầu liên quan đến thấp khớp rất là nặng. Bữa nay nó trời lạnh nó tê tê tại vì nhỏ nhỏ ăn đi được rồi à, vậy nói chuyện mới đi làm đó rồi Rồi. nói liền thầy chuyện Rồi được nay rồi. ăn đi ăn bẩn rồi đang điện thoại mà mấy đứa ăn đi. Rồi, tôi nói thầy ơi. Nếu mà cung tật của anh có thiên cơ kiếp sát và phi liêm ấy, thì anh sẽ bị thương tích mất một phần cơ thể, thì như anh nói là anh đã bị mất một ngón tay rồi và Nó đó mất cũng một đã ngón qua tay rồi. qua được cái hạn của anh rồi. Tính anh thì hay thật thà và hay nói thẳng quá nên là cũng làm dễ mất lòng người khác nhá. Đúng rồi, Biết cái là nói thẳng quá trong nhà người ta này người ta sợ rồi thầy vì thấy không đúng là nó nói liền à. nhưng mà thầy nói thế này, biết là cái cuộc sống ấy, sống ngay thẳng là điều rất là tốt, nhưng mà xã hội nó rất là phức tạp. Nếu mà điều gì mà anh có thể nói giảm nói tránh được để mà giữ được hòa khí thì mình nên làm nhé. Rồi thì bà thầy nó mới đưa làm nó kêu ăn cơm rồi. Rồi. Vì thế nên là thầy khuyên anh trước khi mà làm xem hết lá số này của anh thì thầy cũng chỉ nói thêm một điều nữa là về cái tính khí mà nói thẳng nói thật nhiều khi nó sẽ khiến anh rơi vào những tình trạng nó làm cho việc nó khó giải quyết hơn. Thế nên là mình sẽ phải suy tính cho từng trường hợp mà có nên là nói thẳng nói thật hay không, được chưa? Đó, thầy đã xem qua cái lá số của anh rồi đó. Thấy thầy coi của con là năm nay bố mẹ nó lên lớn tuổi rồi coi mẹ nó còn đâu. Về cái cung bố mẹ của anh ấy, thì thầy chỉ lo cho mẹ của anh. Mẹ của anh thôi. Bố anh thì có hạn ngã bị gãy chân hoặc gãy tay, không biết đã bị chưa. Nhưng Chưa gì bố anh chỉ có một chưa cái hạn là bị ngã và bị thương. Thì cái hạn này thì là cái chấn thương ngoài da thôi. Nhưng mà riêng mẹ anh này, mẹ anh thì thầy lo hơn. Bởi vì mẹ của anh thì trông nó như vậy, nhưng mà trong người ấy, thì thầy đang thấy là nó liên quan đến mổ xẻ, không biết là bị bệnh gì. bộ tim đó bộ tim ở dưới Sài Gòn tâm đức mở lâu rồi mấy năm trước rồi mà bây giờ lớn tuổi hết rồi tám mấy tuổi rồi ngày anh thì tuổi tốt đó Thì bây còn giờ bố thì tuổi dậu à. rồi
Thì với mẹ Tám anh mấy ấy tuổi thì có cái hạn mổ xẻ, thì nếu mà mổ rồi thì thôi, bây giờ thì qua được cái hạn mổ đấy rồi thì sống thì bây giờ chỉ là dưỡng già thôi, được chưa? Bây giờ thì nói về mất ấy, nói về mất thì bố anh sẽ mất nhanh hơn mẹ, tức là bố anh từ lúc mà bị bệnh cho đến lúc bị mất thì nó sẽ nhanh hơn mẹ rất là nhiều, mẹ có thể rằng tay một chút nhá. Bố mất trước hơn mẹ hả? Bố thì dễ mất trước hơn, mẹ thì sống dai dai hơn, nhưng mà bệnh nó cũng mệt mỏi hơn. Bệnh mệt mỏi hơn á. Nói chung Bà là bây giờ bắt đầu nói nhảm nè. khi mà đến tuổi già ấy, mất được nhanh thì tốt nhá, mất được nhanh thì là tốt nhất, còn nếu mà nó cứ rằng dai rồi nó bệnh nọ bệnh kia, nó rất là mệt, mệt cho mình, mệt Mệt luôn cả mỏi cho đúng cái người rồi. đó nữa.